chào quý vị và các bạn. Thị trường thiết bị di động đang tăng với tốc độ chóng mặt trong vài năm trở lại đây. Nhà nhà, người người sử dụng smartphone trong công việc và giải trí. Riêng trong lĩnh vực game mobile, các công nghệ làm game cũng đã được phổ biến và ở đâu cũng có thể áp dụng công nghệ như nhau và dường như có thể phát hành trên cùng một hệ thống. Thế nhưng vì sao rất nhiều dự án của các cá nhân hay các đơn vị khởi nghiệp trẻ trong lĩnh vực này đã thất bại? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm câu trả lời trong phần tiêu điểm của bản tin chuyển động số ngày hôm nay. Bên cạnh đó, chương trình cũng điểm qua một số thông tin đáng chú ý như sau. iPhone 6 chưa ra mắt đã bị làm giả tại Trung Quốc. Kính thông minh Google Glass bị cấm. Tuyến cáp AAG được khắc phục thành công. Tuy chưa chính thức ra mắt, chiếc điện thoại nhái iPhone 6 đã bất ngờ xuất hiện tại Trung Quốc với mức giá chỉ 160 đô la Mỹ, mang tên gọi i6. Thiết bị có ngoại hình giống với sản phẩm của hãng điện tử Mỹ Apple thuộc về công ty YouPhone, công ty điện thoại Trung Quốc nổi tiếng với những dòng sản phẩm nhái kiểu dáng của những thiết bị nổi tiếng. Được biết, chiếc i6 của YouPhone được trang bị vi xử lý tốc độ 1.4GHz và trang bị hệ điều hành Android thay cho iOS của Apple. Việc hãng điện tử Trung Quốc nắm bắt hoặc đoán trước được kiểu dáng của những thiết bị chưa ra mắt không quá khó hiểu, khi quốc gia này là nơi đặt công xưởng gia công cho các thương hiệu điện tử lớn trên thế giới. Kính thông minh Google Glass vừa bị cấm tại triển lãm truyện tranh San Diego Comic Con, Hoa Kỳ vì ban tổ chức lo ngại thiết bị này có thể ghi hình trái phép những hoạt động diễn ra tại sự kiện. Tuy nhiên, người dùng Google Glass vẫn được phép sử dụng thiết bị này trong phạm vi giới hạn tại sảnh báo chí. Tuy đã được thương mại hóa, song Google Glass vẫn đối mặt với nhiều quan ngại liên quan đến bảo mật và an ninh bởi tính năng chụp hình và quay phim vô cùng tiện lợi của thiết bị này. Trước đó, nhiều rạp chiếu phim tại nước Anh cũng đã cấm khán giả đeo Google Glass khi vào xem phim. Tối ngày 27 tháng 7, tuyến cáp quang AAG đã được đấu nối thành công sau 12 ngày sửa chữa giúp hoạt động lưu thông Internet giữa Việt Nam và quốc tế trở lại tốc độ bình thường như trước. Trước đó, việc một sợi cáp trong tuyến nối giữa Việt Nam và Hồng Kông bị đứt đã khiến người dùng Internet trong nước gặp nhiều khó khăn trong việc truy cập các trang web quốc tế. AAG viết tắt của Asia American Gateway là tuyến cáp quan trọng trung chuyển phần lớn kết nối Internet từ Việt Nam ra quốc tế. Với những người đam mê chế tạo linh kiện thiết bị điện tử, thì việc sở hữu những thiết bị tự chế độc đáo không chỉ thỏa mãn thú đam mê của mình, mà có khi còn là một cách để thể hiện phong cách rất ấn tượng. Phần góc thủ thuật ngày hôm nay sẽ giúp bạn tự chế cho mình một chiếc điều khiển từ xa cho máy ảnh DSLR. Để chế tạo chiếc điều khiển này, bạn cần chuẩn bị những dụng cụ sau: mỏ hàn, thiết hàn, nhựa thông, kìm, hai bóng đèn LED hồng ngoại, jack tai nghe 3.5, smartphone. Ở đây chúng tôi sử dụng điện thoại iPhone 4S. Cách làm rất đơn giản. Đầu tiên chúng ta dùng mỏ hàn và thiết để hàn hai chân của hai bóng đèn LED lại với nhau theo nguyên tắc cực dương của bóng này nối với cực âm của bóng kia. Bạn phải dùng nhựa thông để hàn vì nhựa thông là chất tẩy rửa các chân kim loại giúp chúng bám thiết tốt hơn. Vì thế mà chất lượng mối hàn sẽ tốt hơn. Sau khi hàn xong, bạn dùng kìm để cắt phần chân thừa của bóng đèn. Bước tiếp theo là nối cụm bóng đèn này với tai nghe 3.5. Hàn lần lượt từng đầu của cụm bóng đèn với hai chân của tai nghe. Sau khi hàn xong, dùng ống nhựa đi kèm tai nghe để gắn vào chân thứ ba của tai nghe. Ống nhựa này sẽ giúp cách điện giữa các chân. Như vậy là bạn đã hoàn thành phần cơ bản của một chiếc remote. Bước tiếp theo là cài đặt ứng dụng iRDSLR Remote từ App Store cho điện thoại của bạn. Khi đã có ứng dụng này, bạn chỉ việc cắm thiết bị vừa hoàn thành vào lỗ cắm tai nghe trên điện thoại, mở ứng dụng lên và chọn đúng loại máy ảnh của mình. Trong thử nghiệm này, chúng tôi dùng máy ảnh Canon 450D. Trên máy ảnh, bạn chuyển sang chế độ chụp bằng remote. Bây giờ, bạn chỉ việc chĩa thẳng điện thoại về phía đèn hồng ngoại của máy ảnh và chụp. Khoảng cách hoạt động tốt nhất của thiết bị này là 3m so với máy ảnh. Tất nhiên, bạn cũng có thể dùng loại smartphone khác. Và theo lý thuyết thì với thiết bị này, bạn cũng có thể điều khiển được các thiết bị công nghệ sử dụng điều khiển bằng hồng ngoại như TV hoặc điều hòa. Vấn đề là tìm được ứng dụng tương thích với các thiết bị đó. Nếu có một ngành công nghiệp nào mà Việt Nam không bị bỏ quá xa về trình độ cũng như cơ hội cạnh tranh, đó hẳn phải là game cho điện thoại. Mới cách đây chưa lâu, cơn sốt Flappy Bird từ Việt Nam đã tạo ra một hiệu ứng mạnh mẽ ở mức toàn cầu.
khi liên tục nằm trong top những ứng dụng di động được tải nhiều nhất trên App Store hay Google Play trước khi bị chính tác giả gỡ xuống. Cửa đã mở, tiềm năng không thiếu, thành công bước đầu đã xuất hiện. Nhưng những nhà lập trình game mobile của Việt Nam còn cần những gì để nắm bắt được cơ hội lớn này? Thị trường thiết bị di động đang tăng với tốc độ chóng mặt trong vài năm trở lại đây. Nhà nhà người người sử dụng smartphone trong công việc và giải trí. Ngoài ra, theo thống kê của công ty Appota, game là mảng được quan tâm bậc nhất trong số các ứng dụng trên mobile. Số lượng game nhiều gấp 5 lần các ứng dụng khác. Hầu như tất cả game mobile đều có thể phát hành trên cùng một hệ thống. Các công nghệ làm game cũng đã được phổ biến và ở đâu cũng có thể áp dụng công nghệ như nhau. Nắm bắt được xu thế này, mới đây công ty VNG đã tổ chức hội thảo phát triển ngành trò chơi trực tuyến OGDC 2014. Chủ đề chính được lựa chọn là game mobile tại Việt Nam. Các diễn giả và khách mời tập trung chia sẻ những cơ hội tiềm năng về việc nghiên cứu, vận hành và cả phát hành trò chơi trực tuyến trên di động cho các nhà phát triển trò chơi trực tuyến Việt. Những thống kê chỉ ra rằng game mobile tại Việt Nam là một thị trường có tiềm năng to lớn và đang phát triển rất nhanh, nhưng có vẻ như bản thân các đội ngũ hay cá nhân phát triển game mobile của Việt Nam mới chỉ ở những bước đầu tiên trong việc khai thác mỏ vàng này. Trong năm nay thì là chắc sẽ khoảng 30-40% người Việt Nam sẽ sử dụng điện thoại thông minh, smartphone. Và chắc chắn là một trong những ứng dụng mà sẽ được sử dụng nhiều nhất trên điện thoại thông minh sẽ là những cái sản phẩm giải trí như là game. Ước tính thì thị trường game trên mobile trong năm nay ở Việt Nam sẽ tầm khoảng chừng 1.000 tỷ và tăng trưởng với tốc độ là trên 50-60% trong thời gian tới. Thì rõ ràng là Gen Z nhìn thấy là thị trường mobile game là một thị trường rất là tiềm năng ở hai cái khía cạnh. Thứ nhất là sẽ mang được nhiều cái sản phẩm giải trí đến nhiều người hơn. Tại vì trước đây nếu mà trên PC thì chỉ có những người nào mà có PC hoặc là có những người nào mà có thời gian ngồi trên PC thì mới có thể chơi game được. Còn hiện tại bây giờ thì là hầu như bất kỳ ai cũng có thể là sử dụng những cái sản phẩm game mobile. Từ những sản phẩm rất là đơn giản cho đến như là khu vườn trên mây đến những cái sản phẩm phức tạp hơn rất là nhiều. Và VNG thì nhìn cái cơ hội này là cái cơ hội cho cái ngành phát triển game của Việt Nam có thể phát triển được rất là nhiều các sản phẩm không còn phụ thuộc vào những cái sản phẩm nhập ngoại, và thậm chí là mình có thể mang những cái sản phẩm của mình vượt ra khỏi biên giới của Việt Nam, với một cái ví dụ rất là thành công rực rỡ là sản phẩm Flappy Bird của bạn Nguyễn Hà Đông. Game mobile đang thay đổi nhiều về thói quen của người dùng. Với nội dung đơn giản, cách chơi đơn giản, hầu như bất kỳ ai cũng có thể chơi khi rảnh rỗi với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Có thể kể ra một số trò chơi như Flappy Bird, đủ hình bắt chữ, Candy Crush Saga. Cùng với việc liên kết các trò chơi này, khi họ chia sẻ thành tích với các mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Zingme, Facebook đã thu hút đông đảo người chơi tại Việt Nam và mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các đơn vị hay cá nhân sở hữu ứng dụng. Tuy nhiên, dù Flappy Bird của Hà Đông từng ở trên đỉnh cao của thế giới, dù việc sản xuất game mobile có một khoảng cách rất ngắn giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế, thì có một thực tế không thể phủ nhận là rất nhiều dự án của các cá nhân hay các đơn vị khởi nghiệp trẻ đã thất bại. Hàng ngàn hay thậm chí hàng triệu ứng dụng làm ra, nhưng chỉ một số dự án thu về được những thành công ít ỏi. Với những tiêu chí thành công, nhiều khi mang lại cả yếu tố may rủi. Trước đây chẳng hạn như là để một cái người hoặc là một cái công ty mà có thể đi ra được thế giới rất là khó khăn trong ngành PC. Lúc đó là mình không có cái kênh mình phân phối, mình phải tự xây dựng kênh phân phối, mình phải tự gọi là làm việc với lại các cái gọi là từng thị trường khác nhau. Bây giờ thì mình có Google Play, mình có App Store, mình có thể mình phân phối sản phẩm của mình trên toàn thế giới được. Mình có thể mình mua gọi là marketing hay là mình mua những cái gọi là kênh phân phối khác nhau trên toàn cầu. Cho nên là cái mình có thể mình đi vào được thị trường đó một cách rất là dễ dàng. Và khi mà mình đi vào được thì có là cơ hội rất là lớn. Nhưng mà dĩ nhiên là thị trường đó là thị trường cạnh tranh rất là cao. Cho nên là mình phải làm ra được những sản phẩm chất lượng cao thì mình mới có thể mình tồn tại và mình phát triển được. Bên cạnh rất nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển như thị trường rộng lớn, công nghệ đơn giản, chi phí thấp, thì các đơn vị phát triển game mobile ở Việt Nam cũng còn có những nhược điểm nếu so với cộng đồng chung trên thế giới, như nền tảng công nghệ còn non trẻ, các hoạt động xây dựng hay phát hành game nhiều khi manh mún và thiếu đầu tư bài bản, sự thiếu đoàn kết khi làm việc nhóm. Khắc phục được những điểm yếu này cộng với đam mê lớn và nguồn ý tưởng dồi dào trong cộng đồng trẻ làm trò chơi trực tuyến ở Việt Nam, có thể tin rằng những thành công như Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông không phải là hiện tượng nhất thời. Thưa quý vị và các bạn, với những đam mê và mong muốn phát triển công nghệ trò chơi trực tuyến trên điện thoại của những người Việt trẻ, thì cuộc hội thảo vừa qua đã tìm ra những vấn đề cốt lõi. Và giờ đây, nếu như các đơn vị phát triển game mobile ở Việt Nam khắc phục được những nhược điểm đã chỉ ra, thì trong tương lai, những trò chơi trực tuyến trên điện thoại do người Việt thực hiện sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Còn bây giờ, thời lượng dành cho bản tin đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin chuyển động số 138 được phát vào ngày 5 tháng 8 năm 2014 trên trang truyền hình báo Tuổi Trẻ tại địa chỉ tv.tuoitre.vn. Thân ái chào tạm biệt.